Bốn chữ kiến Phật văn pháp này rất quan trọng. Quý vị học Phật. Thời đại ngày nay. Khoa học kỹ thuật tiến bộ rất thuận tiện. Tưởng Phật không thể rời xa. Bất luận ở đâu nên mang tượng Phật bên người. Đi du lịch ở trong khách sạn thì dâng tượng Phật lên. Quý vị luôn thấy Phật mở kinh Phật ra. Sớm tôi đứng trước tượng Phật Tụng một bộ kinh Tụng một bộ kinh vô lượng thọ Hay tụng một bộ kinh A-di-đà Đều tốt Tôi nghe nói tôi hôm nay trở đi Các bạn đồng mặt Mỗi tháng Hôm nay là 15 âm lịch Ngày 15 mỗi tháng Mọi người cùng nhau niệm một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ danh hiệu Phật Tốt lắm Mỗi tháng một ngày Liên tục niệm danh hiệu Phật 24 tiếng đồng hồ Không gián đoạn trước khi niệm danh hiệu Phật tốt nhất tụng một bộ kinh vô lượng thọ kinh văn kinh vô lượng thọ dài tụng một biên khoảng một tiếng đồng hồ mục đích là gì định tâm trở lại điều này rất quan trọng 24 tiếng đồng hồ niệm danh hiệu Phật không gián đoạn không hoài nghi không tạp niệm Công đức này lớn lắm Nếu mỗi tháng hai lần Các vị nên chọn ngày mồng một và ngày rằm Dùng hai ngày này Chọn ngày mười lăm cũng được Chọn ngày mồng một cũng được Đem công đức niệm Phật này Hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn Trên toàn thế giới Hồi hướng cho trái đất Mong rằng trái đất này không còn thiên tai Hy vọng chúng sanh có thể lìa khổ được an vui Tâm này tương ứng với tâm của đức phật suốt đời không gián đoạn như vậy tốt biết bao có bạn bè đồng tu mọi người hãy cùng nhau niệm không có bạn bè đồng tu thì niệm một mình đồng nghĩa với việc mỗi tháng đóng cửa một ngày trong ngày niệm phật này nên buông bỏ tất cả Điện thoại bàn cũng gác lại Điện thoại di động cũng tắt luôn Không nên để cho bất cứ điều gì quấy rầy. Phương pháp này rất tốt Làm thế nào để quá giải Những đại nạn ngày nay Làm thế nào mới có thể tiêu trừ được Chỉ có niệm Phật Niệm Phật cũng phải biết cách niệm Nhất định phải tuân thủ nguyên tắc Mà Bồ Tát Thế Chí đã chỉ dạy cho chúng ta Tức đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục nhiếp sáu căn tức là buông bỏ tất cả các duyên đối với tất cả các pháp thế gian và pháp xuất thế gian thì mắt không thấy tai không nghe hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ có niệm phật chuẩn bị một ít đồ điểm tâm đặt ở bên cạnh khi bụng thật sự đói rồi thì ăn một ít à, duy tên, trì tên, trong tên. thời gian niệm phật ở niệm phật đường không bị đói quá hay no quá à, ăn no, tên, no quá sẽ bị hôn trầm sẽ ngủ gục à, nếu tên, đói quá sẽ lo lắng không tiếp tục niệm được nữa tinh thần sẽ không định được cho nên duy trì trạng thái không đói không no Hơi đói rồi ăn một ít bánh bao Uống ngụm nước 24 tiếng đồng hồ không ngủ Đông người cùng nhau niệm Phải có một hai vị hộ pháp Ở bên ngoài chăm sóc cho quý vị ngăn không cho người khác đến quấy rầy giống như nhập thất vậy có người hộ thật cho quý vị công đức không thể nghĩ bài nếu các bạn đồng tu các nơi của tịnh tông đều có thể áp dụng phương pháp này Thế giới này đã được cứu rồi Ngay các nhà khoa học cũng hiểu Năng lượng của ý thức tập thể rất lớn Thiện nghiệp của việc niệm Phật tập thể Của các bạn đồng tu tịnh tâm Có thể tiêu trừ ác nghiệp có thể quá giải thiên tài. Chúng ta phải thật làm. Chắc chắn công sức không uổng phí đâu.